Rồi, đây là bộ đồ chơi chú gà cute nha mấy bạn. Đó. Đây mấy chiếc xe chú gà chạy chiếc xe. Đó, xe ba bánh nha. Khi mình cho chú gà chạy thì mình bấm vậy buông ra là chú gà sẽ tự chạy nha. Đó. Cái gà này thì cũng rẻ thôi. Đây là một trong những chiếc xe quái thú còn lại của mình nha. Đây là cái trứng khủng long nè. Đây là trái banh Blazing Top. Đó, ai thích thì cứ comment bên dưới nha. Để mình báo giá nha.